kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ vẽ bức tranh cái máy bay để gửi tặng các bạn. Và mình mong rằng các bạn khi xem video của mình thì đừng quên ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục với động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Để vẽ được chiếc máy bay trực thăng, đầu tiên mình sẽ đi phác họa hình dáng của chiếc máy bay trực thăng. Đầu tiên sẽ phác họa khung viền ngoài hình dáng chiếc máy bay trước. Và đây là hình dáng ban đầu của chiếc trực thăng. Tiếp theo mình sẽ vẽ cánh trực thăng ở đầu và đuôi. Đây là cánh máy bay ở đầu trực thăng. Tiếp theo mình sẽ vẽ cánh ở đuôi máy bay. Như vậy mình đã vẽ xong hai cánh của máy bay trực thăng. Bây giờ mình sẽ đi các chi tiết còn lại của chiếc máy bay trực thăng. Đây sẽ là cửa chính buồng lái. Đây sẽ là cửa kính, cửa sau của chiếc máy bay. Tiếp theo là mình vẽ chỗ để tiếp nhiên liệu cho máy bay trực thăng. Và đây là chân đáp, chân đỡ của máy bay trực thăng. Như vậy mình đã phác họa xong hình dáng của chiếc máy bay trực thăng. Bây giờ mình sẽ dùng bút chì để đi tô đậm lại để cho bức tranh máy bay trực thăng của mình thêm rõ và đẹp hơn. Mình sẽ đi tô in lại chiếc máy bay trực thăng của mình lần lượt như lúc ban đầu mình đi phác họa chúng. Mình đang đi tô lại phần thân của chiếc máy bay. Tiếp theo sẽ là hai phần cánh, cánh đầu và cánh đuôi của chiếc máy bay. Mình đang vẽ phần cánh đầu.
Bây giờ mình đang đi tô lại phần cánh đuôi của chiếc máy bay. Tiếp theo mình sẽ đi tô đậm lại phần tất cả chi tiết bên trong của chiếc máy bay, đó là tiếp nhiên liệu, tiếp theo là ống kính này, ống kính ở cửa sau. Tiếp theo là phần chân đỡ cho mẹ bà. Như vậy là mình đã vẽ xong bức tranh máy bay trực thăng. Nếu các bạn thấy hay, thấy đẹp